Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 token BTTXT nè các bạn. Thì tổng chương trình để góp này nó tới 2 tỷ token BTT bạn. Thì tổng pool của nó là khoảng 1 triệu đô la nha các bạn. Thì để tham gia vào hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot các bạn. Kiểu này khá là ngon nữa các bạn. Bấm join này góp nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bấm vào Verify Now thôi các bạn. Cái này là không. Rồi các bạn bấm join vào luôn đi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join kênh seller. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet nè các bạn. Trên tờ Twitter nó thì bạn theo dõi nha các bạn. Ở đây nó không có bài viết để game thì bạn like nè. Bạn tweet thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Sau đó thì các bạn follow Instagram nha các bạn. Trên Instagram nó thì bạn theo dõi nó các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục follow tờ Twitter ra retweet cho tờ tweet nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter nữa thì bạn theo dõi nè các bạn. Xuống đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tờ tweet nha các bạn. Các bạn gõ cái hashtag a cộng username của nó đi các bạn, a cộng adrop ta. Rồi sau đó các bạn bình luận về một câu và tan dài các bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào research nè các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt captcha để laptop. Laptop đó ta. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email quan vào rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ pin bi sao match trên bet 20 trên YouTube Collect của các bạn. Trò này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm câu này nha các bạn. Thì trò này góp nó phân phối vào ngày 15 tháng 9 các bạn gửi cho bot. Rồi tiếp tục bạn gửi đường link profile tại Twitter của mình. Rồi trên tại Twitter nó thì các bạn nhấn vào ba cạnh cùng nhấn vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link tại Twitter của mình nha các bạn. Đây là cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit link retweet thì các bạn mở tờ Twitter mình ra lại nha các bạn. Sau đó các bạn chia sẻ các bạn là tờ tweet nè. Rồi sau đó các bạn hỏi follow Instagram bấm set nè. Anh heo cho net chứ. Tiếp tục submit Instagram link nè. Thì bạn nhấp vào Instagram mình nha các bạn. Rồi trên Instagram thì các bạn nhấp vào avatar mình dưới góc nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nữa các bạn. Rồi các bạn sao chép đường link Instagram mình nha các bạn. Đây là cho bot. Trò này khá là ngon à. Rồi sau đó nó hỏi có son kênh channel không thì các bạn bấm máy heo sonet nha các bạn. Rồi sau đó hỏi có tôi quyết bấm máy heo sonet nha các bạn. Sau đó bấm vào menu. Rồi bấm máy balance để xét số cộng mình kiếm được. Ok, mình đã nhận được 100 token BTTXT nữa các bạn. Rồi các bạn chỉ lấy link ghép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Nhiệm vụ thật là đơn giản. Vì mình chào tạm biệt các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.